Dò dỉ thông tin, sao nhập ngũ năm nay sẽ chia làm hai đội và hai đội sẽ cạnh tranh trực tiếp thành tích với nhau chứ không như mọi năm. Đội số 1 sẽ gồm đội Missy, ca sĩ Anh Tú, siêu mẫu Minh Tú, ca sĩ Kaza. Đội số 2 sẽ gồm Hòa Minzy, diễn viên Buka, Duy Khánh, ST Sơn Thạch. Khán giả cho rằng nếu chia thế này sẽ rất bất công với đội của Buka và Hòa Minzy, vì cả bốn người trong đội đều sở hữu những vóc dáng nhỏ, ít tham gia các hoạt động thể chất, trong khi đội 2 thì lại hoàn toàn ngược lại. Sao nhập ngũ là một chương trình mà người chơi ngoài sử dụng sự khéo léo ra thì còn phải có một sức khỏe tốt. Chưa biết được nội dung chơi sẽ như thế nào, nhưng nếu ở trong những màn chơi mà phải yêu cầu đến sức khỏe thì sẽ rất thiệt thòi cho đội của Buka và Hòa Minzy. Sự thay đổi trong cách chơi lần này có thể sẽ làm cho chương trình trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Nó làm cho nhiều bạn liên tưởng đến bộ phim trò chơi con mực đã gây bão cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Như những gợi ý của các khán giả thì nên chia Buka và Hòa Minzy sang hai đội khác nhau. Đội Missy và Hòa Minzy là hai người có gia đình rồi nên sẽ được chia cùng với một đội. Buka và Sơn Thạch sẽ về cùng một đội. Anh Tú và siêu mẫu Minh Tú sẽ về đội của Buka. Còn Duy Khánh và ca sĩ Kaza sẽ về với đội của Hòa Minzy. Trải nghiệm cuộc sống quân ngũ trong 7 ngày tại Bắc Giang, Hòa Minzy tham gia nội dung tổng hợp của các đơn vị bộ binh, tăng thiết giáp, pháo binh và trinh sát. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 nhỏ nhắn trong bộ quân phục nhiều lúc bật khóc vì kiệt sức, nhưng vẫn là đầu tàu sốc lại tinh thần cho các đồng đội trong lúc khó khăn. Minh Tú sở hữu vóc dáng cao to vượt trội so với các đồng đội, nhưng nữ người mẫu nhiều lần bị đuối sức, thậm chí còn ngất giữa thao trường. Trong khi đó, diễn viên Buka khiến mọi người lo lắng vì sốc nhiệt. Đội Missy và Duy Khánh lại thường xuyên dính nhau như Sam. Không biết rằng trong 7 ngày quân ngũ đã có những chuyện gì, nhưng từ sau khi trở về, Duy Khánh thường xuyên gọi đội Missy là bố. Có vẻ như việc dính nhau như Sam đã khiến cho hai người ngày càng gắn kết và có thêm một mối quan hệ đặc biệt. Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Nhớ đăng ký theo dõi kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất.